sân văn. Hay là Quang Đông. Đói quá. Ban hoặc ma. Má còn bạn không ghét mà có đi ăn bún không? Tôi mệt nó quá. Madonna. Ngoanh đến bay. Con này. Family là sao anh Quang Đông? No. Để em bật. Của ai? Bài đấy là của ai ấy? No. Ủa, của ai ta? Đây á. Bài này á, bài này đúng không anh? Em không biết là người ta hát tiếng gì luôn đây này. Của Lít Kim hả? No one. Má gì mà rắc 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 rắc. Đây. Đây đúng không? Bài nhạc tiếng Hàn em thấy kiểu kiểu ý ý nghĩa mà mình kiểu như là mình nghe mình hiểu ấy, mà em thích nhất là bài của cái này là gì ta? Năm bản thân một ca bán rẻ vậy má. Bài đấy của ai nhỉ? Mua không? Hết tiền rồi, không còn tiền mua. Anh Nam vậy tôi nghĩ là phải anh Nam. Free không có tiền, một đầu nó còn không có. Mẹ em đang phải nuôi em này. À, anh Nam ơi. Rồi, hôm qua anh chơi em lên 3k này anh Nam. Đỉnh không? Đáng nghĩ là 4k mấy nhưng mà em đặt nhầm. Một cưới mình đẳng cấp hơn ngoài Nam. Hôm qua em theo ông Peter Pan em chơi, mó ông đọc cầu. Anh làm đâu rồi? À. Ngoài anh chơi rồi giờ lắm mọi người ạ. Em ăn em đập được đâu đến 2k mấy. Xong rồi em bị mất hẳn 500. Lùm mấy. Bữa tên Pan đánh. Ờ à, đúng rồi, đọc cờ bên nhà dâu anh cũng biết hả? Em chơi lúc đấy đấy.